một câu như thế này nè: 20 năm nữa là mấy ông chồng bị mổ lấy nội tạng và mấy bà vợ là bị hiếp dâm đó. Em đọc cái câu nói của nó rồi em mới lên, em lên em chủ yếu là nó còn không để em nói chuyện với nó, mà nó không còn thì thôi. Còn chia sẻ thì em cũng chẳng có gì chia sẻ, bởi vì tụi nó thì trách nhiệm của tụi nó là tụi nó phải làm thôi, bởi vì cuộc sống của tụi nó anh Tần Toản, cuộc sống của tụi nó là tụi Vâng. nó phải làm. Dạ chẳng hạn như anh có nghề chạy xe ôm nè, anh Mã Đáo có nghề bán vé số nè, em thì có nghề may thì tụi nó có cái nghề đó. Rồi em không biết mấy anh chị em trên này không biết có ai bán vé số hay là chạy xe ôm gì giống như anh Tần Toản không, chứ em là em thợ may, em công nhân rồi nghe. À, tập vâng và Anh chắc dạ là ở đây thì là có em mấy anh Mã Đáo, Minh Hạo Nam là chạy xe ôm, bọn em thì dạ vất vả lắm. Nói chung dạ là thế, nhưng mà được cái là yên bình, cứ tối về ấy chị ạ, mặc dù kiếm được ít tiền thế nhưng cũng là đủ ăn đó, nhưng mình phải nói đấy chứ không phải là nói mà khổ là không có, cũng là đủ à ăn và chi phí trong gia đình. Thế xong là về lấy tối này được sờ chim, à quên, nai chim ạ, live sờ nhầm chim, nhầm live sờ chim. nice stream vàng vàng dạ đấy, dạ chị thông cảm cho em. Và anh phải nói cho với đủ lại ba được chữ lại luôn, anh nói hai chữ cuối là nó hơi bị mệt, anh phải nói đủ ba chữ. à, tạ vàng vàng được like sờ chim ạ. Dạ Xong lại được cả đại gặp đại gia đình thân yêu của Trần Toản, à, đó là một điều mà Tạ Minh Thành là khai nghề nghiệp luôn, là bán ví da bật lửa tại cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy thì em không biết nha. À, chào hay Nhã Linh, quá. không biết. Chào Nhã Linh, Nhã Em Linh đã hình đi như chơi ở nhạc bên Đài sớm. Loan á. Dạ, Nhã Linh hình như chị cũng có theo diễn đàn Nhã Linh mấy lần á. Chị có Dạ xem diễn vâng, đúng đàn Nhã rồi. Linh mấy lần mà chị không tham gia, chị xem thôi. À thì ý em nói là à đổ bùi là mình có nghề đi cày thuê không? Đổ bùi cày cày bằng trâu hay là cày bằng máy? Hôm nay là máy cày không nha, đổ bùi nha. Đổ bùi lừa tụi mình là không được nha. Đổ bùi khai Không được thiệt được đâu đi. nha. À, cày cày máy hay cày trâu? À, nghĩa là hồi sáng em có vô cái diễn đàn của thằng Sĩ Đan, Cảm ơn chị Phan Sĩ Thủy ạ. Giang gì đó. Dạ À, vâng, Sĩ Đan ạ. Sĩ Đan gì đó là có một, nó có nói một cái đoạn như thế này là em nghe xong mà em cũng chia sẻ cho mấy anh chị em nghe. Nói chung là thằng này nó đi đâu nó cũng gánh thêm một cái gánh sách mà sách hiến pháp anh. Nói chung là nó kéo nguyên một cái xe kéo hiến pháp á theo. Thì nó có nói là gia đình nó là bị oan, bị mất đất bao nhiêu chục năm giờ nó có đi kêu oan á. Nhưng mà cái oan của nó là như thế này nè anh, cái oan mất đất thì nó không có liên can gì đến cái con mẹ nấm. Anh Trần Toản biết mẹ nấm không? Em biết ạ, à, chị nói đi ạ, À à. Và đang nuôi con nhỏ, dạ lần nào dạ phải đi vào trại để chăm kiến đấy. dạ đúng rồi, là không có liên can gì đến con nấm này, không có liên can gì đến những cái người như thằng Huỳnh Thương Ca, Trương Ca gì nè, rồi những cái người mà bị bắt á. Thì nói chung là nhà dân chủ gì 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 dân chủ gì của nó, gọi là gì, nhà gì đấu tranh dân chủ gì đó. Dạ vâng, dân chủ, nhân quyền À, và tự không không, nó thêm một cái câu gì nữa do. hay lắm, cái câu gì nữa này, tù nhân lương tâm, khổ ghê cái à, tù nhân lương tâm. Dạ thì nó kêu là tại sao là bắt những người tù nhân lương tâm, thì ý của em á là em lên nó không có cho em lên, nhưng mà em cũng đang đi rình rình, em lại có cái tật hay hay rình, em cũng trả lời với anh chị em có cái bệnh rình. Em đi rình mấy cái diễn đàn mà em gặp nó là em lên em nói chuyện với nó, tại em xin mà nó không có cho em lên. Ở nhà nó không cho em lên. Thì em định hỏi nó là cái oan mất đất của nó thì có liên can gì đến tù nhân lương tâm không? À Tạ Minh Thành này hơi mới mới nha, Tạ Minh Thành lên chia sẻ cho Tạ Minh Thành. Lên cho mình nhìn thử coi có anh chị em gì với Tạ Minh Tâm mà ca sĩ không ta. Chị đang nói dở mà, ok, Thì ý đang em nói nói dở mà nói là thì em thấy mấy anh mà có tên đẹp là em mê lắm. À thì em hỏi là em hỏi thì ý em nói chuyện với anh chị em á là cái con tù nhân lương tâm của bọn nó đó, thì nó nói là một người mẹ với hai đứa con nhỏ,
thì không thể lật được một cái chế độ cộng sản. Nó nói cái câu đó thì cái câu đó nó nói đúng, nhưng mà một con không lật được, nhưng mà chính phủ mình không diệt thì nó sẽ ra 10 con, nó sẽ ra 20 con, và nó có thể ra bao nhiêu chục con, thì lúc đó diệt được hay không? Thì đó, anh Trần Toản với mấy anh chị em nghĩ thử coi là nó nói như vậy thì nó đúng hay sai. Nên em đang canh cái thằng này, mà em có cái tật là em hay đi canh, em đang canh cái thằng này thì em định hỏi nó nói là một con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là nó nói là mẹ nắm của nó đó, mẹ của nó chứ không phải mẹ của em, nên em ghét cái chữ mẹ vô cùng, em chỉ kêu cái con nắm thôi. Đúng rồi, tức là sao mà mình phải gọi thêm nó là mẹ lắm Nhưng được. không có dùng cái chữ mẹ được với cái con này, mà em cũng không có thể kêu nó được, em chỉ kêu con nắm hay là con Quỳnh thôi. Sao nhánh ngăn rừng nhé. Thì tại thì nó hỏi là cái người cái con đó thì hai bàn tay nhỏ bé với một đứa hai đứa con thơ thì làm sao lật được một cái chế độ cộng sản. Nó hỏi là cái chế độ cộng sản mong manh lắm hả, em định lên em đấm trong mặt nó, rồi cái gan của em đập em giọng trong mặt nó một phát, em nóng lắm nha, mấy cái đứa đó mà đứng gần em giọng một phát em mới đã cái gan của em cỡ đó đó. Mà nó nói chuyện mà nó dốt cái chỗ này nè, em định hỏi nó là cái oan đất của nhà mày nó có đáng để cho 90 triệu dân của tao chịu cảnh trên bom với đạn tại, nó biểu là cái chế độ này xuống, đưa cái chế độ khác lên để giải oan nhà nó. Anh Trần Đoản hiểu không? Là nó nói bây giờ dân oan thì Đang được, nghe, đang nghe, đang hay, nói đang dạ hay. thì được bao nhiêu dân oan, 90 triệu dân thì được bao nhiêu dân oan, em cho nó là 10 triệu dân oan đi. Em cho 10 triệu dân oan đi thì 10 triệu dân oan đó có thể đánh đổi 9-80 triệu dân oan đổ máu không? Mà nó bị lật cái chế độ này, em đang căm cái thằng đó lắm. Rồi nó nói là chuẩn bị đi đi gọi là cái gì, anh tị nạn, anh tị nạn dân oan nó có liên can gì đến tị nạn không, xin tị nạn không? Thì Đó mình là hình chỉ như xin tị nạn chính trị. dạ thì mình chia sẻ vậy, mình chia sẻ với anh mấy anh chị em là có hiểu cái thằng sĩ đang nó là như vậy. Hồi sáng anh Tạ Minh Thành có vô, anh Thành mới nói là anh Thành có vô nhà sĩ Đan đúng không? Anh Minh Thành, Minh Thành ok rồi, anh Thành, anh Tạ Minh Thành có vô là chắc anh Tạ Minh Thành cũng nghe nghe giống như em luôn. Nó không hề liên can đến cái chế độ, À, chị khách mời tên là chị Cao Hoàng Lan ạ. Với chị Giang Văn là thấy chị nói hay quá mà chị xinh đẹp quá trời thì thôi chị Giang Văn. anh Trần Toản, em ngắt lời anh, em đọc cái dòng comment của anh Đan Văn này rồi, ảnh chỉ nói là chính xác cho anh, không hề chữ xinh đẹp.